đúng theo kiểu đám giỗ của miền Tây luôn nè, làm mà nói chuyện quá trời luôn. Quá trời chuyện luôn, nói quá trời không biết chuyện gì luôn á. Cái này cô có dự định là gói bao nhiêu cái không? À, một cây bột thì con không biết bao nhiêu cái hết á. Năm ngàn bánh. Trời ơi, vậy là phát xong cái này là ăn không hết là mọi người được xin đem về phải không? Cô là ở gần đây luôn hả cô? À, vậy là này chắc là cô đi nhiều lần lắm phải không? Dạ. Thường thường là chỉ ăn tại chỗ thôi, còn cái này là mình cho đem về luôn. Mấy ngày nay là khỏi có tốn tiền đi ăn ngoài rồi. Ờ, dạ. Vậy là cô có coi kính không không? Dạ rồi, con cảm ơn. Welcome back to my channel, Cường Ken Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hiện tại thì Cường đang có mặt ở ấp Long Điền B, xã Long Giang, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Mấy ngày hôm nay nếu mà cô chú mình có theo dõi thì mình sẽ thấy được là rất là nhiều kênh, kể cả kênh của Cường cập nhật lễ giỗ lần thứ 156 của vị anh hùng dân tộc là Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên thì không chỉ có ở thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang tổ chức mà còn có rất là nhiều địa phương khác, ví dụ như là huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang tổ chức ở cùng thời điểm luôn, tức là ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch, hoặc là huyện Bến Lức của tỉnh Long An thì tổ chức vào tháng 9 âm lịch. Và đôi khi mình cảm giác là mình quên đi những cái nơi ví dụ như Long An hoặc là An Giang mà mọi người hay tập trung về thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang, tại vì rất là nhiều kênh báo chí chia sẻ rất là nhiều, nên đây là lý do vì sao mà lần đầu tiên Cường có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang để chia sẻ cho cô chú một hình ảnh rất là đẹp là bà con tổ chức lễ giỗ được xem là lớn nhất của huyện Chợ Mới dành cho vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Thời niên thiếu thì anh hùng Nguyễn Trung Trực có tên là Nguyễn Văn Lịch, được phong chức quản cơ nên thường gọi là quản chơn quản lịch. Ông sinh năm Mậu Tuất là 1838 tại làng Bình Nhật, huyện Cửu An, phủ Tân An, nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Và nguyên quán của ông là ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát của tỉnh Bình Định. Và khi nhắc tới anh hùng Nguyễn Trung Trực thì cô chú sẽ nhớ ngay đến một câu thơ rất là nổi tiếng, đó là bao giờ tay nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tay. Ông mất vào ngày 27 tháng 10 năm 1868 tại Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Ông mất đi nhưng để lại một tấm gương sáng ngời về tấm lòng kiên trung, bất khuất, hiếu nghĩa, yêu nước, thương dân. Đám giỗ của anh hùng Nguyễn Trung Trực thì 26, 27, 28, 28 âm lịch thì đã qua. Nếu mà trường hợp của chú mình chưa có đi được thì mình có thể sắp xếp mình đi vào tháng 9 ở huyện Bến Lức của tỉnh Long An nha cô chú. Và khi mà có thông tin cập nhật tổ chức chính xác ngày nào thì Cường sẽ thông tin sớm đến cho quý cô chú và anh chị để mình có thể sắp xếp được thời gian tham dự. Tại vì ở Bến Lức Long An thì khá là gần với lại ở trên Sài Gòn hoặc là Bình Dương, Đồng Nai đi xuống, nên rất là tiện cho cô chú của mình có thể tham dự một lần nha. Và cũng như bao đám giỗ khác của miền Tây, kể cả là lớn nhỏ thì bà con cô bác của mình tập trung thì rất là đông. Mỗi người thì phụ một tay một chân để xong công việc và có một cái lễ giỗ rất là tươm tất đón bà con thập phương ở xa đến đây để tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính đối với vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ở đây là nguyên một khu vực bếp ăn tập thể nè cô chú. Ở đây cũng hỗ trợ là đãi ăn là 3 ngày 3 đêm anh em. Cô chú sẽ thấy được là hiện tại bây giờ là hơn 10 giờ trưa ngày 26 tháng 8 là ngày chánh giỗ, ngày đầu tiên nha cô chú. Đám giỗ thường thường là 3 ngày, 26, 27, 28 nha. Đám giỗ đây thì bà con của mình là đãi chay hết nha cô chú. Mỗi người góp công góp của, cô chú sẽ thấy thì ở đây thì sẽ không có đông bằng ở dưới Rạch Giá Kiên Giang. Nhưng mà ở đây thì nếu mà cô chú ở khu vực là An Giang nè, hoặc là ở Đồng Tháp, Tiền Giang thì mình qua đây khá là gần nha. Ở đây là nguyên một bếp ăn như vậy, còn thấy là mình vào phía bên trong là cô chú sẽ thấy được hết nha cô chú, có nghĩa là nguyên một khoảng không rất là rộng luôn. Và tất cả là làm ở trong khu vực là nhà á, nên là mình sẽ không có sợ là mưa gió nha cô chú. Cô chú sẽ thấy được là bếp ở đây còn thấy là không phải là quá lớn nhưng mà rất là sạch sẽ luôn cô chú. Tại vì là mình có cái mái che ở trên nên là
khô ráo thoáng mát, nên là hiện tại đang là mùa mưa, nhưng mà mình bà con mình sẽ thấy được là cái sàn nó rất là khô và sạch nha cô chú. Đây, ở đây cô đang múc món bánh canh. Cái này là mình có thể ăn tại chỗ hoặc là mình có thể là xin đem về nha cô chú. Đây món bánh canh đó cô. Bánh canh. Đây cô chú sẽ thấy món bánh canh nè, mình sẽ có phần bắp, đậu hũ, rồi rau củ quả nha cô chú. Nhìn cũng quá hấp dẫn luôn đây. Cái này là múc sẵn cho mình. Một cái nồi nước lèo khổng lồ luôn cô chú. Cái này là nóng hổi luôn, mình khi mà mình tới thì mấy cô mới múc ra, nên là lúc nào cũng tươi ngon và nóng hết nha cô chú. Bây giờ thì Cường sẽ di chuyển qua khu vực khác nữa, tại trong đây thì quá trời khu vực làm đồ ăn luôn. Thường thường là chỉ ăn tại chỗ thôi, còn này là mình cho đem về luôn. Mấy ngày nay là khỏi có tốn tiền đi ăn ngoài rồi. Này là cô bỏ phần bánh canh với lại phần nuôi, bỏ vô bịch để mình có thể đem về nha cô chú. Cái này buổi chiều thường thường là mấy giờ ngưng cô? Buổi tối á? À vậy hả, hết cách thôi. À tới tối luôn, coi như 3 ngày 3 đêm luôn. Quá xịn rồi. Đây cô chú sẽ thấy được là đây cô chú sẽ thấy mấy bịch bánh canh nè. Vô bịch hết, có ngò quá thơm luôn. Còn đây là tô bánh canh mà mình ăn trực tiếp ở đây nha cô chú. Đây là một hình ảnh mà rất đẹp của bà con Việt Nam của mình, bà con miền Tây của mình. Mỗi lần mà có dịp lễ hội đồ thì bà con của mình là góp công góp của đi làm. Có khi là bà con của mình mà rảnh đó cô chú, thì mình có thể hỗ trợ là cả tuần luôn. Nghĩa là ngày nào mình cũng tới đây mình phụ giúp hết nha cô chú. Tại vì rất là không nhiều mà lặt vặt mà kiểu như không có tên á, nhưng mà mình làm hoài không hết việc đó cô chú. Cái đó nước tắt hay gì chị? Trà tắt. À trà tắt. Em tưởng nó khoát ngoài kia không, giờ trong bếp cũng có khoát luôn trời. Đây mấy cô mấy chị đang khoát món trà tắt ở ngay khu vực bếp luôn. Cái này là mình vô bịch sẵn nha cô chú. Mọi người uống thì cứ lấy một bịch là được. Ở đây còn thấy ở phía ngoài là có phát nước sâm nữa, rồi có cà phê luôn, rồi trong đây là có trà tắc. Quá trời ăn món ngon, rồi có thêm là nước uống nữa nha cô chú. Mình sẽ thấy nè, là ở dưới đây là mình sẽ bỏ nước đá vô cái bịch, còn ở trên là mấy cô là sẽ múc cái phần nước trà vào cái bịch, sau đó là cột lại nha, làm chuyên nghiệp phối hợp nhịp nhàng luôn cô chú sẽ thấy không. Bây giờ thì Cường sẽ tiến sâu hơn vào phía trong khu vực là bếp mấy cô chú đang nấu ăn nha. Quá trời bà con làm việc hăng say luôn cô chú. Hôm nay là ngày đãi đầu tiên nè, ngày 26 tháng 8. Ở đây mình đãi có tổng cộng là 3 ngày nha, là 26, 27, 28. Ở đây cô có chiên cái phần này là phần chả. Cái này chả chiên hả cô? À chả chiên, con nhìn sang tưởng đồ đậu hũ không chứ. Cái này là sẽ ăn cái gì cô? À nấu phở với lại nuôi đồ luôn, bỏ vô. Mấy cô ở đây là rất là lớn tuổi, tuy nhiên là sức khỏe tốt, nên là lúc nào khi mà có đám tiệc là mấy cô đều phụ hết. Đây cô chú mình sẽ thấy được là mình chiên xong là mình sẽ cắt ra, sau đó để vô phần bánh bằm bì hoặc là phần bánh canh hoặc là nuôi nha cô chú. Quá trời món luôn. Cô chú sẽ thấy được đó là anh này là đang chiên cái phần chả nè, và mình sẽ thấy được là dầu rất là trắng luôn nha, có nghĩa là bà con ở đây là xài đồ rất là mới luôn. Đây hộp vệ sinh nữa, nhìn rất là sạch sẽ. Đây mình sẽ thấy được là cái phần mà rau ngò cô chú cắt nè, quá trời sạch luôn và đẹp, quá tốt luôn. Cái này là bà con mình tự góp vô hả cô, ở nhà chồng hay là mình mua cô? À góp vô, có công thì góp công, có của góp của. Bà con có đám đồng à, ai cũng phụ
ở đây con thấy làm ở trong cái này sạch ghê á, có nghĩa là trong cái nhà vậy này không có bị mưa tạt. Dạ, nhiều chỗ là làm dựng cái trại rồi bị mưa tạt nhiều. Nhà này mới cắt hồi tháng 2 à. À, mới là vậy là năm nay là khang trang luôn. À, từ 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 là sẽ cũng xong thôi. Cái nhà này tỷ bảy. Dạ. Tỷ bảy trả được 2 à, còn 500 triệu nữa. Chờ 1 2 năm nữa là xong. Chứ cũng bởi ông nè, cần mấy cái dầm. Dạ đúng rồi. Cô là ở gần đây luôn hả cô? Dạ, là xuống tổ chức nấu nè. À, vậy là này chắc là cô đi nhiều lần lắm phải không? Rồi, chắc được lại. Dạ. Không biết ở đây là quá sạch đẹp luôn. Với là đồ ăn nhìn cũng đẹp nữa. Sạch đẹp luôn. Sạch vệ sinh đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Quá trời sạch đẹp. Cô chú sẽ thấy được mấy cái nồi nè, trắng tươi luôn. Là biết là ở đây là quá vệ sinh sạch sẽ. Nếu mà cô chú xem một số bếp ăn từ thiện đó cô chú, thì bếp ăn ở đền thờ Nguyễn Trung Trực ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang thì cũng thấy rất là sạch sẽ và đẹp luôn đó cô chú. Bà con của mình là mỗi người một tay một chân để phụ việc đây. Những công việc mà âm thầm lặng lẽ ở phía sau thì rất là quan trọng, mà đôi khi là mình tới mình ăn rồi mình quên đó cô chú. Nhưng mà thật sự là mình phải cảm ơn bà con cô bác của mình nha. Cô chú mình thấy nhìn ở dàn bếp nè, quá trời những cái củi nào rất là to. Còn hai cái nồi mà to nhất là cô chú sẽ thấy đó là bà con của mình là đang nấu bánh tét nha cô chú. Theo như chia sẻ thì bếp ăn này là mình mới xây lại hồi tháng 2 năm nay cô chú, nên là cô chú sẽ thấy được là rất là khang trang và sạch sẽ luôn. Kinh phí mà để bà con xây dựng ở đây là khoảng là 1 tỷ 7 nha cô chú. Và theo cô chia sẻ thì mình đã hỗ trợ là mình đã trả hết được 1 tỷ 2 rồi, còn nợ lại là 500 triệu. Mong là bà con mình sẽ góp công góp của để là mình sẽ trả hết cái phần nợ này. Tại vì ở đây là chủ yếu là mình xây lên khang trang sạch sẽ và mình tổ chức mấy cái chương trình lễ hội như vậy nè cô chú. Bà con mình đến ăn thì cũng mát mẻ sạch sẽ thì ăn cảm giác là sẽ ngon hơn nha. Ở đây là bà con của mình là làm việc luôn tay luôn cô chú. Và không khí ở đây rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Hôm nay nữa là ngày đầu tiên, nếu mà cô chú mình mà sắp xếp đi được á, mình còn ngày là chủ nhật với lại thứ hai nữa nha cô chú. Dọc hai bên mà phủ thờ của chú sẽ thấy nè, bà con của mình là đang ngồi lặt rau. Trời ơi quá trời bà con mình lặt hành luôn. Lặt hành, lặt hẹ. Ngồi cặp theo bên hông nè. Đây, một số bà con mình đang ngồi lặt rồi đang đồ ăn. Còn ở đây là nguyên một cái kho rau củ luôn cô chú. Rồi mình sẽ thấy có bạc hà nè, củ cải trắng, củ cải đỏ, rồi rau đu đủ rồi quá chừng luôn. Nghe người nào ăn rồi á thì ngồi làm việc, còn người nào mà đói bụng thì cứ ăn nha cô chú. Nói chung là bà con của mình là mỗi người góp tay góp chân vô để hỗ trợ để làm một cái đám giỗ tươm tất nhất nha. Bây giờ thì Cường sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực là gói bánh ít nha cô chú. Càng đi sâu vào phía bên trong thì Cường thấy là càng đông vui, rất là dễ thương luôn. Bây giờ thì Cường sẽ đi dọc theo phía bên sau nữa nha cô chú. Ở đây thì sẽ không có phải là quá rộng lớn giống như ở dưới Rạch Giá Kiên Giang. Tuy nhiên là Cường thấy thì tổ chức khá là bài bản, với lại là mình có một cái căn nhà mà mình xây căn nhà bếp của cô chú nên rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Đây, hồi bữa Cường đi là cái đường này là mình chạy phía sau là có người dân ở nè, nhưng mà hôm nay là đã kẹt lại rồi. Đây là phía bên mái hiên của chỗ đình thần. Mình sẽ thấy được mấy cô, mấy chú là ngồi dọc theo hai bên này, vừa lặt rau nè, ra hẹ hoặc là hành để mình chuẩn bị một số món ăn. Vừa làm vừa trò chuyện rất là rơm rã. Đây là nguyên khung cảnh mà phía sau hè nha cô chú. Bà con mình đang ngồi lặt hành lặt hè rất là nhiều và rất là vui luôn. Khi mà mình ngồi như vậy cô chú, mình hỏi han nói chuyện rơm rã thì mình sẽ làm cảm giác là sẽ không có mệt nha. Và đây là cái đặc tính của người miền Tây của mình, rất là dễ thương, sợ lỡi gặp là mình sẽ hỏi thăm nha cô chú. Nên là cái câu chuyện là nó sẽ kéo dài hoài luôn đó. Đây mấy cô là đang ngồi gói bánh ít ở phía sau của chú, quá trời đông vui luôn. Ở đây là mình sẽ có gói bánh ít với bánh tét nha. Bánh ít là khoảng là 5.000 cái nha cô chú. Ở sau phía sau thì cô chú sẽ thấy được là mấy cô mấy dì mình đang gói bánh tét với bánh ít đây.
Đây, cô chú sẽ thấy nè, bánh ít này là... Cái này là nhân gì hả cô? Cái này nhân gì cô? Nhân đậu. Vậy là bánh tét mình gói rồi phải không? Thấy cái nồi ở trong kia quá trời bự rồi đó. À, trong kia cũng có nữa. Cái này cô có dự định là gói bao nhiêu cái không? À, một cây bột thì con không biết bao nhiêu cái hết đó. Năm ngàn bánh. Trời ơi. Vậy là phát xong cái này là ăn không hết là mọi người được xin đem về phải không? Ủa gì có chín luôn hả cô? Cho lấy thôi, ăn lấy lọc. Thôi cho một cái ăn ở đây thôi. Đúng rồi, con ăn ở đây. Cái màu đỏ đỏ là màu lá cẩm hả vậy cô? Còn cái trắng sợi sợi là cô sắc gì vậy? Nè. À, khoai môn hả? Vậy là ăn nó sực rồi đó. Đây, cho con một cái. Hồi con ăn. Hồi nhỏ nhỏ đẹp quá trời, cái này nóng hổi luôn. Ngon quá, xin một cái nữa. Dạ. Thôi lấy một cái con ăn thôi. Ăn liền khỏi đem về. Ăn, mấy người đó là ăn ở đây luôn phải không? Tại vì ngồi ở đây thì đâu dám chê. Chê thì sao đi về được. À, dạ. Dạ. Cô có điện thoại không? Con bấm chưa? Tại con đặt cái tên tiếng Anh nên là đọc cái hồi cô quên à. Nhưng mà cô lướt lướt là cũng thấy thôi. Hôm qua giờ là con ở dưới Kiên Giang á. Dạ đúng rồi. Trời ơi, con chạy hồi tối con chạy tới Long Xuyên đó, rồi sáng là chạy qua đây. Đám dỗ lớn quá mà không có, đi về Long An nè. Long An thì làm sao làm trễ hơn. Cái này là chắc năm nào cô cũng ở đây ha. Quá trời, mấy cô làm ở đây quá vui luôn. Đúng theo kiểu đám dỗ của miền Tây luôn nè. Làm mà nói chuyện quá trời luôn. Quá trời chuyện luôn, nói quá trời không biết chuyện gì luôn á. Rồi con ăn một cái bánh ít là được rồi. Đứng đây con quay một tiếng đồng hồ luôn. Đó, bà 90 tuổi rồi, còn gói bánh ít luôn. Bà có nhớ là gói bao nhiêu lần đây chưa? Có nhớ không? Chắc gói bà sẽ nói là gói hồi còn con gái luôn phải không? 18 tuổi. Dạ. Đó, quá trời làm ở đây là bao nhiêu năm rồi, lâu lắm rồi. Vậy là tính ra là làm ở đây đâu có mệt đâu, ngồi nói chuyện cười không à. Đúng rồi. Nên là tới dịp là không đi là không được. Cỡ nào mình cũng phải đi hết đó. À, có bún, có nước, hai hộp bún luôn rồi cô. Ngay dưới chân có hai hộp bún luôn. Ủa cô, mình gói mình chừa cái cọng này ra làm chi vậy nè? Nhân trắng là nhân gì? À, à là chia ra mấy loại nhân là mình làm dấu để mình biết phải không? À, con tưởng đâu rút cái này là nó bung ra chứ. Dạ. Quá trời bà con mình gói cái này chắc gói hôm qua không cô? À mới gói buổi sáng là trưa là có bánh chín luôn. À mai gói nữa. Bánh ít thì nó sẽ nhanh, bánh tét thì nấu lâu hơn. Trời ơi con phải quay thôi. Cô chủ nhiệm làm từ hồi con gái 16 tuổi nè. Mấy cô chứ ở An Giang ở chợ mới hết không cô? Hay có ai ở xa không? À, An Giang hết. An Giang mình quá trời chương trình lễ hội lớn luôn. Cứ lâu lâu là nghe chương trình nè. Cô từ cái nhân mà cô cuốn ra thành cái bánh luôn coi. Đó. Đó, cô làm cho đẹp nha. Bao nhiêu người coi người ta nói quay xấu đi, làm xấu đi. Đó, cái này là cô đang bắt bột phải không? À, để cái nhân vô, cái đó là nhân đậu xanh. Rồi về coi á là cô sẽ thấy hình cô ở trên clip không?
qua tháng 9 luôn cô. Tháng cái đó xong sau đó mình sẽ bỏ vô cái lá chuối. Cô quết dầu vô hay vậy? Dầu để cho quết dầu. À, quết dầu cho nó không có dính. Đó, nguyên một quy trình làm bánh trong vòng có 1 mét vuông thôi. Cái này là gọi là nắng cái quặng nè, thấy sẽ giống cái quặng. Đó, cô chú sẽ thấy được là mỗi người một khâu. Đó, qua bên đây là có cô là đang gói ra hình thành một cái bánh ít đây. Đó, ở đây là có nhiều loại nhân nên mình sẽ làm dấu để mình biết là nhân gì nhân gì. Đây quay cô mà cô gói xấu là không được nha, phải gói đẹp đẹp. Đợi cô gói cái từ đầu luôn đó. Đó rồi. Cái này là đậu, còn cái này là màu tím. À, cái nãy cô đang có gói phải không? Vậy là có nhân dừa với nhân đậu. À, lá cẩm. Quá trời bà con mình làm luôn. Mình đến đặc biệt. Mấy mốt có gì cô đi qua Long An nha, bánh lứt. Cái này là bắt đầu để lên đó, cô chủ nhiệm gói từ nhỏ lớn đó. Đó, nãy giờ em quay mấy lần rồi. Cô chủ nhiệm luôn, chùm ở đây rồi đó. Phó chủ nhiệm đây. Này quá vậy. Mà nó giống như là phó thường văn. Tưởng đâu ai cũng trưởng rồi phó, không ai là tổ viên hết á. Đó, gói bánh ít là đã có bánh ít ăn rồi, giờ tiếp sức thêm là có phần bún nữa. Vô hộp quá đẹp luôn. Ủa cô, cái này mình bào chuối mình làm món gì cô? Dạ. À, làm gỏi chua chua hả? À, ăn cháo. Cái này là cây chuối nè. Mình sẽ có cây chuối với lại bắp chuối nè. Quay đó là đặt vô lũ luôn. À, quá trời luôn. Cái này là ở nhà mình đem vô không? Mình có mình đem vô hả? À, người ta đem tới mình cứ ngồi đây là mình mần thôi, là công việc làm liên tục luôn á. Công việc tới liên tục. Ồ, họ cô quá cho ông mượn cái điện thoại của ai đây, ông bấm cái kênh của con cho ông muốn cái gì coi. Chứ nói chuyện cười cười rồi, không có thấy cái clip của mình cười như thế nào đâu. Bây giờ cười chứ muốn lên clip nữa, ủa sao xấu quá vậy, không chịu nữa. Thật sự là mấy cô làm bánh ở đây là rất là dễ thương, rất là vui luôn. Ai tới cũng mời ăn cũng như là cho một phần đem về, rất là tháo ăn. Đúng theo cẩn chất của người miền Tây luôn, là thật thà, chất phát và rất là hào sảng. Nếu mà có thời gian thì Cường có thể là ngồi ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện với mấy cô luôn. Cái này là mình đã gói là từ ngày hôm qua. Và đây Cường sẽ có một cái đây, cô chú sẽ thấy không nóng hổi luôn, cầm trên tay là nóng hổi luôn nè. Cái này là mình sẽ thấy được là vỏ màu tím là màu lá cẩm nha cô chú, còn nhân là nhân đậu xanh. Đây cô chú mình sẽ thấy được là gói ngay chỗ này và hấp ngay chỗ này luôn. Còn ở dưới này là cô chú mình sẽ đang nấu cái phần bánh tét nữa nè. Từ ở ngay chỗ mà bếp thì mình đi xuống đây tầm khoảng là thêm 20-30 mét nữa cô chú. Đây mọi người làm ở đây quá chừng luôn. Cô chú mình đang gọt củ sắn. Ủa cô, mình gọt củ sắn làm món gì cô? À, có nghĩa là kêu mình làm thì mình sẽ phụ mình làm thôi. Vậy là bỏ đi, chắc là vô bánh canh đồ rồi. Nấu nước à, nấu cháo. Sáng học lụ nấu cháo. Đây của chú mình thấy là bên kia đang nấu nữa nè. Trời, mấy cái nồi quá trời lớn luôn. Tôi cười không? Qua đây là không có cái rạp rồi đó. Qua đây là thiếu rạp rồi. Nhìn là nhớ liền. Trời ơi. Dạ, hôm nay là đại cháo. Cháo chắc là buổi tối đó con. À, trời ơi, có nhìn nấm rơm nhìn quá hấp dẫn luôn. Nay mới ngày 1 mà còn 2 ngày nữa mới hết mà. Hôm 6, hôm 7, hôm 8. Đây cô chú mình sẽ thấy mấy cái nồi nấu nè. Nấu ở đây mát hơn nè, ở trong kia nóng.
Đây, ở đây là view quá đẹp luôn. Đây, cô chú mình sẽ thấy được là mấy cái nồi mà ở đây là cô chú mình làm quá trời sạch luôn á. Nồi được rửa đồ sạch sẽ quá chừng luôn. Cái này là làm xong là chùi mệt luôn hả cô? Quá trời đông vui luôn, cái này đúng theo là mình đi đám giỗ miền Tây luôn nha cô chú. Bà con mình đến quá trời đông. Trời, cô bác nào uống nước là có nước nha. Đó, ngồi đây làm là có nước rồi, thấy là có tiếp thực bún bánh là quá chừng luôn. Không sợ đói, không sợ khát. Đó, cô chú sẽ thấy được nguyên liệu là có khoai tây, mướp, rồi nấm rơm, mấy thành phần mà mình nấu để ra cái nước ngọt để nấu cái nồi cháo nó ngon đó cô chú. Tại mình nấu là nấu cháo chay nha. Cường đi là được cô chú mình cho hai cái phần bánh ít nè cô chú. Thật sự là kêu cho lấy rất là nhiều nhưng mà Cường chỉ lấy một cái thôi, nhưng mà cô nhét thêm một cái để mình lấy nha. Đây quá trời, bà con mình ngồi dọc theo bên hành lang để làm mấy cái món ăn nè cô chú, đang ngồi lặt rau. Quá trời đông vui và dọn dẹp, và mình ngồi ở phía mái hiên như vậy cảm giác đúng theo nghĩa luôn là mình đi ăn đám giỗ cô chú. Cái này gọi là sao hè nè. Những xe mà gọi là tiếp tế lương thực của cô chú là cập nhật liên tục luôn đây. Đây là một chiếc xe ba gác, cô chú sẽ thấy được là chở rau củ nè, quá trời loại rau củ luôn. Bây giờ thì Cường sẽ tiếp tục quay vào phía bên trong bếp để cập nhật tình hình bà con chuẩn bị là những món gì để đãi cho du khách đến đây nhé, cũng như là những quầy nước của bà con đem tới đây để đãi cho du khách. Vậy là cô có coi kênh không? Thôi ăn uống dữ lắm. Dạ rồi con cảm ơn. Vậy là cô ở đây luôn hả? Đâu ở chợ mới luôn hả? Đâu chợ mới Long Bình Lê nè. À vậy hả? Xuống đây có 2 cây số hả? À cô đi hồi bữa 23 cho tối nay. À gặp kinh hoài. Năm nào cô cũng làm đây hay sao? Cũng có năm đi, năm nhiều khi có bạn công việc thì không có đi. Dạ này thì đi bữa 23 tối nay đó. À dạ con cảm ơn cô. Dạ dạ dạ, cô chú mình sẽ thấy được cái phần nguyên liệu không, cái này là phần cộng bánh đậm á cô chú. Thường thấy là ở đây là bà con phát bánh đậm rất là nhiều luôn, và bánh đậm ăn rất là ngon, nước cốt là cực kỳ chất lượng luôn nha, kiểu như là nước cốt dừa nguyên chất, bà con mình thắng lên á. Cô chú mình sẽ thấy có món bún gì là món bánh đậm, cái này là món bánh đậm á cô. Bánh tầm hả? À món bánh tầm. Chú mình sẽ thấy được nguyên một dải băng như vậy nè, có kính ở phía trên nhìn cũng khá là đẹp và sạch sẽ của chú, còn chia ra mỗi người không một việc nè. Ở đây là bỏ bánh tầm vô cái dĩa, sau đó là phần để rau, và cuối cùng mình sẽ để phần topping lên nha cô chú. Cô chú sẽ thấy không, phần quan trọng nhất có phần bánh tầm là cái phần mà nước cốt dừa nè cô chú. Mình ăn thì có vị mặn mặn ngọt ngọt nha, cô chú sẽ thấy được có phần xanh xanh là mình bỏ thêm phần hành nha cô chú. Hiện tại là sáng ngày 26 là cô chú mình đang đãi món là bánh tầm. Mình sẽ thấy có cái phần chả giò chiên ở phía sau nữa, cô chú thấy không? Quá trời thơm và béo luôn. Tầm thì nếu mà cô chú ăn mà đậm đà thì mình có thể chan thêm phần nước mắm chua chua ngọt ngọt thôi cô chú. Còn không mình chỉ cần là chế cái phần nước cốt là mình ăn đã thấy vừa đủ ngon rồi. Nè chả giò chay hả cô? Ở trong đó có gì vậy cô? Đậu xanh với khoai cao. À đậu xanh với lại khoai. À khoai cao khoai lang luôn. Đây cô chú sẽ thấy được hình phẩm nè, đó còn cô bên kia là đang ngồi chiên. Cái này là mình chiên trực tiếp luôn nên là đem ra là sẽ ăn nóng giòn liền nha cô chú. Ở đây thì ban tổ chức mình có bật cái loa thông tin của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực đó. Nhưng mà khá là ồn nha cô chú, cái kiểu là nghe tiếng rất là lớn luôn nên là bà con mình nghe xem video của Cường thì thông cảm nha.
cô chú mình sẽ thấy được là bà con của mình ở đây thì không phải là không có chen lấn, tuy nhiên là cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn rất là nhiều so với lại khu vực đông đúc là ở dưới đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Cô chú sẽ thấy được là bà con của mình đến lấy đồ ăn trưa này, tại vì Cường đang đi là ngay cử ăn trưa cô chú, nên là rất là đông bà con của mình đứng xếp hàng để mình lấy đồ ăn nha cô chú. Ở đâu thì Cường không biết, nhưng mà chắc chắn luôn ở An Giang là nơi mà Cường thấy là làm từ thiện nhiều nhất và có rất là nhiều chương trình lễ hội lớn nhỏ khác nhau diễn ra liên tục trong năm. Cường thấy ở trong này là khu vực mà mình phát đồ ăn cho cô chú rất là sạch sẽ luôn, và mình sẽ có một cái khu vực là mình có cái kiến che lại nè cô chú, nhìn rất là đẹp, giống giống như là một quán ăn vậy đó. Đây cô chú sẽ thấy được quá trời món ăn luôn, có đầu chua rồi rau củ, đầu xào, đầu kho. Cái này cô chú đi là cảm giác giống như đi ăn buffet nè, quá trời món. Ở phía trong là mấy cô là đang ngồi làm rau nè, thấy gì giặt lưa leo rồi chia đồ ăn, múc đồ ăn. Đây cô chú sẽ thấy được là cái này là nồi mắm kho nha cô chú. Tiếp nữa là mình sẽ thấy có phần là dưa chua, dưa mắm đó, rồi bắt đầu là sẽ có phần dưa leo mà mình làm chua ngọt, rồi đây có củ hoa xào nữa nè đó, rồi bắt đầu là cô chú sẽ thấy có phần dưa leo rồi chuối rồi đồ chua ngọt ngâm nữa nè đó, là có phần chả giò, cà tím, quá trời món ăn luôn. Cái này là bà con mình đãi là tới ngày 28 tháng 8 nha cô chú. Cái này Cường thấy là năm nào ở đây mình cũng làm hết. Cô chú mình sẽ thấy được là số lượng đồ ăn là khổng lồ không? Ở đây là quá trời món ăn luôn cô chú, không chỉ là một hai món mà Cường thấy là đãi rất là nhiều món, nội cái món mà mình ăn kèm thôi là mình sẽ thấy rất là nhiều rồi. Ở đây có thêm món mít chiên nữa rồi cô chú. Cái món này thì Cường thấy là giống với là ở Kiên Giang của mình nha, cũng có đãi món mít chiên cho bà con của mình. Cái này là mít non, sau đó là mình gọt vỏ và mình để là mình chiên nha. Mình sẽ ăn luôn được cái phần sơ, phần thịt với lại là một phần hộp nha cô chú, có vị là bùi bùi béo béo. Món đó món gì cô? Mà cái đó là cái miếng gì á? À sườn non. Rồi mình ướp vô. À cái này là con thấy có người ta hay đãi là có chiên á. Chiên lên là ngon. À. Dạ. Yeah. Sườn non. Bà con mình cô chú sẽ thấy là mỗi người một tay một chân ngồi phụ việc đây. Nhưng mà ở đây cũng thấy là chỗ ngồi cũng rất là sạch sẽ, tại vì là mình ở trong nhà cô chú. Đây cô chú sẽ thấy là nhà rất là khang trang và mình sẽ không có sợ bị mưa gì hết nha, dù miền Nam của mình là đang vào mùa mưa nè. Cái này là bà con của mình là đãi ăn là liên tục, là từ buổi sáng là 6 giờ là đã có đãi rồi nha cô chú, và đãi đến tối. Và mình làm liên tục như vậy là trong vòng là 3 ngày, nên là cô chú mình sẽ thấy được là bà con mình đến đây là ai rảnh giờ nào thì đi giờ đó nha cô chú, chứ mình sẽ không có nhất thiết giới hạn thời gian là mấy giờ ăn trưa, mấy giờ ăn chiều nha. Còn đây là một số hình ảnh mà Cường cập nhật cho cô chú mình xem được là bà con của mình là đang ngồi ăn trưa. Ở đây là mình có thể đi một mình hoặc là mình dẫn theo gia đình, bà con hoặc là dẫn nguyên xóm đi đều được hết nha cô chú. Thank you.
ngoài khu vực bếp chính của đình thờ Nguyễn Trung Trực á, thì Cường thấy là ở bên hông ở phía trước cổng đình thì sẽ có rất là nhiều bà con cô bác của mình là đem đồ ăn nước uống tới đây để phát miễn phí cho bà con của mình. So với ở Rạch Giá và ở Long An thì số lượng sẽ không có nhiều, nhưng mà đó là một hình ảnh rất là đẹp và cảm thấy rất là ấm lòng. Cô chú sẽ thấy là cặp bên hông ở bên đền thờ nè cô chú. Thấy cô mình đang dọn đồ ra để mình phát từ thiện nha, có cơm có nước đồ quá trời đông vui luôn nè. Đây cô chú mình sẽ thấy được là mấy cô mình đang phát nước này. Ở đây là có trà đá và nước sâm nha cô chú. Hôm nay là ngày đầu tiên của ngày giỗ nè, ngày 26 tháng 8 nha. Cái này là cô đang ấy cà phê vậy cô? Cái này cà phê không? Cà phê, cà phê. Mấy cái viên này quá trời mượn luôn. Quá trời mấy cái viên này bự. Cô ở An Giang hả đâu cô? Ở An Giang luôn. À chợ mới luôn, ở ngay huyện này luôn. Năm nào cô cũng ở đây hả? Làm ở đây hả? À. Dạ. Thấy ở dưới Kiên Giang cũng có tổ chức đó cô. Ở dưới thì nó lớn hơn. Nó lớn hơn ở đây. Dạ. Dạ. Nếu mà trường hợp cô chú ở xa, ví dụ như là từ Sài Gòn hoặc là những tỉnh thành khác, mình đến khu vực là thị trấn Chợ Mới để mình có thể tham gia để giỗ của anh hùng Nguyễn Trung Trực, thì sẽ có một điều rất là bất ngờ. Tại vì mình đi đường ở bên này, sau đó là có một cái cầu mà người dân của mình là tự xây dựng. Mình đi qua kia thì lần đầu tiên mà Cường đi, Cường sẽ có một cái cảm giác rất là lạ, đó là mình đi xe máy và mình sẽ tốn phí là cầu đường nha cô chú. Đó là người dân của mình là tự lập một cái cầu, mình đi qua thay vì là mình đi phà nha cô chú, thì mình sẽ đi bằng cái cầu của người dân tự lập, thì phí chỉ có 2.000 đồng thôi. Còn gửi xe ở đây là hoàn toàn miễn phí. Mình gửi xe ở khu vực là chùa Tây An Cổ Tự, một ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp. Cô chú có thể là mình kết hợp tham quan, đi ăn lễ giỗ ở đình thờ Nguyễn Trung Trực, và mình có thể tham quan chùa Tây An Cổ Tự. Nơi đây được xem là di tích của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên, lúc chưa xuống tóc gia nhập phái Lâm Tế theo chiếu chỉ của nhà vua. Nơi đây đã lưu dấu chân thành đạo cũng như là cứu mệnh độ nhân của ngài, mà sau này trở thành là địa điểm tín ngưỡng của đồng bào Phật tử đạo Bủ Sơn Kỳ Hương. Đến không gian cổ kính này thì mọi người sẽ lắng động tâm hồn cũng như là cảm thấy rất là bình yên trong giây phút hiện tại, để hòa vào không khí u tịch của chùa và bình tâm lắng nghe những tiếng lòng thổn thức. Đặc biệt là nơi đây còn có quả chuông điếc mà Đức Phật Thầy bảo rằng sau này chuông nọ mà kêu lên thì cả năm châu bốn biển đều nghe thấy. Nên nếu có dịp thì cô chú mình nhớ ghé đây tham quan, không thể nào bỏ qua được địa điểm này nha, rất là hấp dẫn và đẹp. Đây là nguyên bãi giữ xe khu vực là chùa Tây An để mình có thể đi qua đình thờ Nguyễn Trực của chú. Nên là khi đi đến đây là mình có thể kết hợp mình đi tham quan là cả hai nha. Đây là khu vực ở phía sau của chùa Tây An Cổ Tự như cô chú. Ngoài khu vực mà đãi ăn miễn phí ở bên đền thờ ông Nguyễn Trung Trực á, thì cô chú sẽ thấy được là Tây An Cổ Tự mình vẫn có khu vực là bếp riêng để mình đãi bà con cô bác của mình nè. Thì lâu lâu sẽ có, và dịp lễ giỗ này chắc chắn là sẽ có nha cô chú. Khu vực bếp này cô chú mình cũng sẽ thấy được là rất là rộng lớn đây. Vậy là vừa rồi Cường vừa cập nhật cho cô chú hình ảnh bà con của Chợ Mới An Giang chuẩn bị cho lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực vào ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch hàng năm. So với những địa phương khác có thể là không có lớn hoặc là có thể là không có được nhiều người biết tới hơn, tuy nhiên khi mà cô chú đến đây mình sẽ thấy được sự chân tình, sự ấm áp, sự nồng hậu, hào sảng của bà con nơi đây. Và chắc chắn là năm sau Cường sẽ quay trở lại đây để cùng ăn đám giỗ với bà con nhân dịp là 157 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Còn video của Cường thì đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị của mình trong những video lần sau nhé.